đâu không ra. Mày hẹn ra cái chỗ bên cột điện này. Trời thì nóng, toát hết cả mồ hôi rồi. Mày hẹn ra vẫn chưa thấy đâu cả. Lại phải đứng đây đợi à? Nắng thế. Mấy hôm nay trời nắng thật đấy. Giá như ở đây có cái kem ăn thì tốt. Không biết bà Trang có mang tiền không để đi mua kem. Nhím ơi, Nhím ơi, sao cậu lại ngồi đây ngủ thế? Này, Nhím ơi, Nhím ơi, sao cậu lại nằm đây ngủ thế này? Tớ hẹn cậu ra đây mà cậu lại nằm ngủ như thế này à? Kem. Cậu nói gì cơ? Cái gì? Kem á? Kem. Kem ở đâu cơ? Kem. Một cây kem màu xanh. Ui, cậu định ăn tớ à? Kem ở đâu? Là tớ mà, có phải là kem đâu? Ôi, mày nghĩ mình làm sao ấy? Run. Tớ, mày kem ơi đừng chạy, kem ơi đừng chạy, kem ơi. Cái gì đây? Cái gì? Sao tớ lại đứng ở đây? Này, cậu bỏ tay tớ ra. Nhưng mà, bỏ ra, cậu có đuổi tớ nữa không? Cậu đang đòi ăn thịt tớ đấy. Sao tớ lại đuổi cậu làm gì? Tớ ăn thịt được cậu à? Cậu đang nhầm lẫn tớ với cả cái kem. Thế à? Không không, bây giờ tớ tỉnh rồi. Cậu thả tay tớ ra đi. Ui. Mệt quá. Tớ chả nhớ gì cả. Vừa nãy lúc, tớ chỉ nhớ là tớ đang ngồi đây. Xong tớ đợi cậu thôi. Bây giờ, tự nhiên lại thành ra. Đúng cái cột đèn này. Thế chắc là vừa hôm nãy cậu bị say nắng thật rồi. Cậu cứ nhìn tớ thế nào cậu lại bảo tớ là cây kem, đòi ăn kem. May mà tớ giúp cậu tỉnh lại đấy. Không thì cậu cứ mê man như thế thì rất nguy hiểm. Tại cậu ấy, cậu hẹn tớ ra chỗ nắng ơi là nắng. Mệt hết cả người. Chắc là do ngồi nắng lâu quá nên bị thế đây. Nhưng mà tớ cũng đang khát ơi là khát đây. Giá như cậu có mang tiền không? Tớ với cậu đi mua kem ăn đi. Chứ tớ thích ăn kem lắm rồi. Cậu thích ăn kem chứ gì? Tiện thể hôm nay tớ cũng mang nhiều tiền lắm. Biết một chỗ bán rất nhiều các cây kem kỳ lạ luôn. Hay là tiện thể hôm nay hẹn cậu ra đây rồi, hai đứa mình cùng đi mua đi. Đi. Ở đây hôm trước tớ nhìn thấy có nhiều kem lạ lắm. Wow. Nhìn này, kem mochi và kem dưa hấu. Kem gì mẹ trắng tinh như thế này nhỉ? Kem mochi là kem gì? Là kem mochi. Cứ mua hết đi cậu ơi, thích ăn lắm. Mình sẽ lấy hai loại này nhé. Kem dưa hấu bình thường là người ta bán ở túi, sau đây lại đựng trong hộp nhỉ. Wow, một hộp kem có nguyên một múi sầu riêng luôn. Ngửi thơm thật đấy. Cho vào giỏ này. Phía trên này còn có gì không nhỉ? Bốn hộp kem, bốn vị khác nhau. Còn hộp kem này trông hình dáng lạ chưa? Nhìn như một lọ sắc hơn vậy. Nhiều loại thế này biết chọn loại nào bây giờ nhỉ? Mở ra xem nào. Đây này, cái kem máu đỏ hình con lợn này, gọi là kem con lợn. Kem con lợn ăn chắc là ngon. Lấy vào. Tiếp theo này, kem này trông quen rồi, không ăn nữa. Ui, hộp bên này cũng nhiều, bên này cũng nhiều. À, kem cá này, kem cá mình ăn rồi. Cái hộp này kem này trông đã lạ này. Sô-cô-la, hộp này lại trông như một hộp sữa ấy. Thôi, mình lấy kem sô-cô-la. Ui, có cả kem dâu tây này. Lấy hết vào đây nha Trang nha. Cậu có đủ tiền không? Tớ vẫn còn thừa tiền đấy, chọn thêm đi cậu. Được rồi, thế thì lại kem sư tử này. Kem này, sư tử này có nhiều màu sắc thật đấy. Kem này mỏng dính luôn, cho vào đây. Nhìn mỏng dính như thế này cứ như là kem bị chảy rồi ấy. Ok, tớ thích ăn cái kem này. Tiếp xem nha nào, còn kem nào lạ không? Đây như này, cái kem gì xanh xanh này, trông lạ chưa? Kem này cũng là kem con gấu à, trông có cả mắt này, cả mồm này. Cho vào đây hết nhá. Phía này còn có những hộp trà sữa. Trà sữa trân châu đường đen và trà sữa vị cam này. Đây cũng là kem à cậu? Một hộp, hai hộp, nhiều lắm luôn. Bên dưới có trân châu, ba hộp này. Chúng mình lấy thử nhé.
những hộp này có giá 66k, cả hai vị đều bằng giá nhau luôn. Wow. Đây là chỗ kem mà chúng mình đi vào siêu thị mua được đây. Rất nhiều kem que, kem túi này, lại còn có cả kem hộp nữa này. Bây giờ chúng mình sẽ mở cái kem nào trước nhỉ? Tớ thèm ăn lắm rồi. Bây giờ hãy mở cái hộp kem dưa hấu to nhất này đi. Đúng rồi đấy, cái kem dưa hấu này bình thường tớ thấy nè, nó chỉ trong túi thôi, nhưng cái này là trong hộp. Để xem hộp nó khác túi như thế nào nhá. Bóc ra nào. Đây, tớ bóc ra nào. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ơi. 3 que màu đỏ và 3 que màu vàng. Đây này, ở đây nó có cả dưa gang đây này các cậu ơi. À, dưa gang thì nó sẽ màu vàng vàng trắng trắng, còn dưa hấu nó sẽ có màu đỏ. Thế thì để tớ thử ăn một que kem dưa hấu trước đi xem nào. Xem nó có khác với kem dưa hấu kia không nhé. Bóc ra nào. Hình như một miếng dưa hấu thật luôn. Có cả hạt luôn này. Hình như hạt đến hạt sô-cô-la đấy. Anh vị có giống quả dưa hấu không? Cái hạt này như kiểu là đậu sô-cô-la ấy. Ăn nó có vị thơm thơm. Phần trắng này thì mềm mềm thanh thanh, còn phần đỏ thì ngọt ngọt và mát lạnh cậu ạ. Đây, bây giờ tôi sẽ ăn cái vị dưa gang này nhé, xem nó có ngon như cái vị dưa hấu của cậu không. Dưa gang này không có hạt, không có sô-cô-la. Mùi cũng thơm đấy, giống như áo của cậu ấy. Thế nào? Ăn nó cứ như là mấy cái kem ở cổng trường hay bán ấy cậu ạ. Kiểu kem đá ấy. Nếu mà cậu mà thích béo ngậy ấy, tớ nghĩ cái kem này hợp lý với cậu rồi này. Kem sầu riêng. Wow, kem này nguyên một miếng sầu riêng luôn. Tớ chưa nhìn thấy cái kem sầu riêng thật như này. Đây rồi. À, nó đựng bên trong một cái túi này các cậu ơi. Bóc cái túi này ra này. Cái gì đây, như nào đây? Nó lại đựng bên trong một cái hộp nữa. Thế này, nhưng mà sao ở dưới này không có? Nó chỉ có một tí tí thế này thôi nhỉ? Chảy hết ra các cậu ơi. Cái kem này nó phải ở ngoài đầy lạnh cơ chứ. Chỉ cần hơi nóng lên một tí là nó sẽ chảy ra rất nhanh. Cậu thử ăn cái kem này xem có ngậy không. Cái này thì ngậy ngậy béo béo đúng không? Đúng rồi, ngậy ngậy béo béo, đúng như sở thích của tớ đấy. Cũng mùi vị sầu riêng, ăn cũng được, nhưng mỗi tội là cái hình thức này, trông cái miếng trông chả ngon gì cả. Ui, không phải đâu Trang ơi. Cái gì vậy cậu? Tớ nhìn thế này thì ra là nó vẫn có cái que kem thật. Cái que nó bị chìm ở bên trong rồi, bởi vì kem nó chảy hết ra rồi. Nhưng ăn cái kem này công nhận là thơm thật đấy. Bây giờ có cái que để xúc rồi. Đáng tiếc là bị chảy nước gần hết rồi. Thôi, mình chuyển ăn kem khác. Ở cái vỏ này, người ta còn nói là thưởng thức ngon mềm dẻo hơn sau 5 phút mở bao bì. 5 phút mà mở cái bao bì này ra thì có mà cây kem nó sẽ bị chảy hết giống như của bọn tớ đấy. Bây giờ, cậu thích ăn kem nào? Tớ thích ăn cái kem sư tử màu sắc này. Đây, bây giờ tớ thử bóc nha. Ui nhím ơi. Kem thế nào mà bỏ ra lại bị chảy nước hết thế này? Hình như là cái lúc mua tớ đã thấy nó không ổn rồi. Cái lúc mua tớ đã thấy nó mỏng dính rồi cậu ơi. Hóa ra là nó bị chảy từ trong tủ lạnh rồi, chứ không phải là do chúng mình đem đi đâu. Cái kem này ra trông không thành hình cái kem gì cả, nhưng mà nó có rất nhiều màu sắc. Màu xanh, màu vàng, có cả màu hồng nữa. Đúng rồi. Kem này cái vị nó cứ sao sao ấy cậu ơi. Tớ không thích lắm. Cậu thử ăn đi. Để tớ thử xem nào. Nhưng mà nó chảy hết rồi, trông xấu thật đấy. Kem này nó có nhiều mùi sữa. Nó ngọt ngọt, nó vị sữa sữa cậu ạ. Bây giờ chúng mình thử mở túi kem này đi. Túi kem hình một chú gấu này. Để tớ mở cho. Trông hình như một con gấu luôn. Bên trong có màu gì vậy? Ui. Thì ra ở ngoài này một là một lớp sô-cô-la, nhưng mà nó đã bị vỡ rồi cậu một ơi. Một lớp sô-cô-la màu trắng. Màu xanh xanh trắng trắng. Kem thì màu xanh. Kem này mùi thơm lắm. Mùi thơm chua chua.
nó béo ngậy vị sữa cậu ạ. Đúng rồi cậu ơi, kem này người ta ghi này là kem Merino bác sĩ hương sữa. Bây giờ đến lượt cậu chọn đấy. Tớ chọn này, hay là ăn cái kem này đi. À không, kem này hôi giờ nhỉ. Kem nào trông cũng ngon. Dâu tây này trông cũng ngon này. Thế thì ăn kem này đi. Wow, ngửi mùi thôi tớ đã thấy hấp dẫn rồi đấy. Mở ra xem nhá. Cái này là kem gì? Kem dâu. Kem dâu không? Cậu ơi, không bị chảy. Ở bên dưới nó còn có một cái lớp giấy này. Để à đất. Không phải. Đúng rồi, một lớp giấy. Cậu có biết cái lớp giấy này để làm gì không? Nope. Để cho cái cây kem ấy nó không bị gập để làm nó vỡ cái kem ra. Đây. Anh này cẩn thận thật đấy. Wow, một cái kem trắng muốt luôn. Nhưng mà nhìn bên trong này là nó sẽ cắn ra là nó sẽ có những cái vằn vằn của dâu tây đấy. Để tớ thử xem nào. Có không? Cái kem này nó ngọt và ăn nó như kiểu là mình ăn sữa chua ấy, vị y như vị sữa chua luôn. Nhưng mà không có cậu ơi. Đúng rồi, đây này, yogurt này. À đúng rồi, đây là vị sữa chua. Sữa chua Hy Lạp. Ăn hai cái kem toàn vị sữa thôi. Tớ bắt đầu thấy ngán ngán kem rồi đấy. Bây giờ này tớ thích ăn vị sô cô la. Sô cô la. Đây này, tớ hiện ra có cái kem này được bọc một lớp sô cô la bên ngoài luôn. Thử mở ra nhé. Một cái khay. Wow, 1, 2, 3, 4, 4 viên sô-cô-la. Những cái kem này thì chả bao giờ lo chảy nước luôn. Đây, để tớ thử lấy một viên lên xem nào. Tròn tròn này. Ở ngoài là sô-cô-la, còn ở bên trong là bọc kem đấy. Vị gì? Vani à? Kem vani bọc sô-cô-la là sao? Nhưng mà ăn cái này thì nó lại hơi đang đắng cậu ơi. Bởi vì sô cô la nó có vị đắng đúng không? Đúng rồi, bình thường cái sô cô la tớ ăn nhiều kem nhưng nó không đắng như này, nhưng cái này hơi đắng. Hả? Sao thế? Cái kem sô cô la này ăn xong một lúc thì thấy nó ngọt quá cậu ạ. Bây giờ tớ lại thấy khát nước rồi. Ở đây có cái kem nào nó dạng nước nước không nhỉ? Kem dạng nước á? Có đấy. Đây này, một cốc nước trà sữa trân châu dạng kem luôn. Đây này, kem smooth trân châu đường nâu phủ kem chi. Bật cái này ra tí thì rơi. Cẩn thận. Hạn sử dụng 3 năm 2024 này. Bóc cái lớp giấy bóng này ra. Wow, nhìn thấy chưa cậu ơi, ở bên trên được là một lớp kem, một lớp kem, còn ở bên dưới là nó dạng như nước nước ấy. Mình phải lấy một cái này để ăn. Kem này cũng vẫn rắn đấy. Đúng là vị trà sữa luôn. Ăn có được không cậu? Cái kem này như vị trà sữa ấy. Thì nó là kem trà sữa mà. Lại nhím này. Nhưng mà tớ thấy vẫn hơi ngọt cậu ạ. Cậu thử ăn mà xem. Nó lạ lại. Ở dưới thì là ăn nó cảm giác như là nó như kiểu là nước đá là mình làm đông đông ấy. Nó có những cái viên đá nhỏ nhỏ ấy cậu ạ. Chứ nó không phải là hoàn toàn là kem đâu. Đây này. Đấy. Ở dưới thì ăn khá nhạt, còn ở cái lớp kem bên trên thì lại ngọt. Nước đá giống như mấy cái kem mà đóng túi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, kiểu như mấy cái kem đóng túi ấy. Thế còn bên dưới này, để tôi xem nào. Khả năng bên dưới chính là trà sữa, xong người ta phủ một lớp kem ở bên trên thôi. Đúng rồi đấy, xong là người ta để tủ lạnh, thế là nó đóng đá hết cả trà sữa lẫn kem. Đây này, đây chính là một viên trân châu màu nâu nâu. Để tôi thử ăn xem viên trân châu này có ngon không. Đúng như là cái vị trà sữa mà lần trước tớ làm ấy. Vậy là bây giờ bọn mình chỉ còn hai con kem màu đỏ nữa thôi. Ăn con kem nào bây giờ nhỉ? Ăn cái kem ốc quế đi trước đi cậu ơi. Kem ốc quế à? Đây, cái kem ốc quế này. Phía trên mặt lại còn có một chú lợn nữa. Đây gọi là kem con lợn đấy. Ăn kem này sẽ đi kiếm một con lợn à? Để tớ thử mở ra xem nhé. Nhưng mà cảm giác nó mềm mềm. Có khi nào nó lại cũng bị chảy nước luôn không cậu ơi? Bọn mình ngồi đây từ nãy tới giờ rồi mà. Các cái cây kem này bị để ở ngoài lâu rồi. Ôi trà ơi, đúng như dự đoán của tớ. Các cậu ơi, nó đã bị chảy nước rồi. Phía bên trên mặt là một lớp sô-cô-la. Lấy một cái thìa xúc vào sâu bên dưới xem nào. Lớp kem béo ngậy. Sao thế? Tớ đang cảm
nhận cái mùi của cái kem này, nó có cái mùi gì hơi đặc biệt một chút. Ngoài cái vị béo ra, nó có một cái vị gì đấy. Có vẻ là như kiểu một cái gì, hạt dì rang ấy. Kiểu các loại hạt ý. À đúng rồi, đúng rồi. Phía trên này nó có trộn cái hạt dì rang ấy. Hạt dì toàn chữ Hàn Quốc thôi, tớ không đọc được. Nhưng mà ăn nó khá là ngậy ngậy. Khá là ngon. Kem này cứ bạn nào mà thích ăn ngọt như tớ là sẽ rất thích ăn đấy. Cái lớp ốc quế này nó dẻo, nó rất là dai chứ nó không giòn đâu. Còn một hộp kem cuối cùng. Hộp kem này tôi cũng rất thích luôn đấy. Kem bánh bao. Như một cái bánh mochi chứ không phải bánh bao. Đây này. Kem Yukimi Daifuruku. Đọc linh tinh. Cái kem này hình như một lần chúng mình ăn rồi. Không, nhưng hôm trước tôi nhớ là như cái hộp kia là hộp màu xanh cơ. Hộp này là màu đỏ này, thế nên. Wow. Nó có những đôi 4, 6, 8, 9 cái luôn. Cái kia hình như hồi hôm trước là có 2 cái. Đúng rồi, có 2 cái to, ở đây thì có 6 cái nhỏ. Ôi, nhìn này, kem này, cái bột này nó cực kỳ mềm luôn các cậu ạ. Đấy, nó để tay là nó cứ chảy như này này. Bây giờ để tớ thử ăn nhá. Kem vị sữa đúng không? Cái vỏ này chính là cái vỏ mochi mềm cực luôn ý. Cái kem này có thành phần từ đường, siro bắp, bột gạo, sản phẩm sữa, dầu thực vật, tinh bột bắp, bột lòng trắng trứng. Kem này nó không ngọt quá nên ăn rất là thơm. Ăn nó có vị thơm thơm nhạt nhạt như kiểu của ngô ấy cậu ạ. Đúng rồi, tớ nhìn ở cái bảng thành phần này là nó có siro bột bắp và tinh bột bắp nữa đấy. Cho nên là khi mình ăn mới có cái vị thơm như thế. Ăn cái kem này thì mình cũng không sợ chảy bởi vì nó như một chiếc bánh ấy. Nhím ơi, cậu làm sao thế? Cậu lại bị say nắng rồi à? Ăn nhiều kem mà cũng bị say nắng á? Không phải say nắng cậu ơi. Chiều nay tớ ăn no kem quá. Bao nhiêu kem mình ăn hết ở đây rồi. Bây giờ bụng tớ căng rồi. Ai, thật là thoải mái. Thỏa thích ước mơ ăn kem của tớ cậu ạ. Cậu thích ăn kem thế, lần sau tớ sẽ dẫn cậu vào một chỗ khác. Còn nhiều các loại kem kỳ lạ khác nữa cơ. Thôi bây giờ chúng mình đi về đi.